Chào ngày mới quý vị khán giả. Cảm ơn quý vị đã luôn dành thời gian vào mỗi buổi sáng để đồng hành cùng với bản tin Thời sự sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Hãy cùng chúng tôi cập nhật những tin tức mới về tình hình kinh tế xã hội, dân sinh tại Hải Phòng và nhiều khu vực trên cả nước. Mở đầu chương trình như thường lệ sẽ là một điểm tin. Nhóm người cao tuổi từ 60 đến 69 tuổi không có lương hưu, không có trợ cấp xã hội hàng tháng thường trú trên địa bàn thành phố Hải Phòng đang được rà soát thống kê, cập nhật thông tin để thực hiện việc cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí. Thành lập trường cao đẳng thủy sản và công nghệ thực phẩm nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, tinh giản biên chế và đáp ứng nhu cầu nhân lực của thị trường lao động. Nhiều người tin tưởng sử dụng các loại thuốc lá đông y không rõ nguồn gốc được quảng cáo trên mạng xã hội khiến tiền mất tật mang. Thưa quý vị, Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Bảo vừa phối hợp với Trường Chính trị Tô hiệu Hải Phòng tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức dành cho cán bộ quy hoạch ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện Vĩnh Bảo khóa 27, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham gia lớp bồi dưỡng có 52 học viên là cán bộ được quy hoạch ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2025-2030. Các học viên sẽ được truyền đạt các chuyên đề như tư duy, tầm nhìn của cán bộ lãnh đạo, quản lý về phát triển địa phương, kỹ năng xây dựng và triển khai thực hiện nghị quyết, những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay, cách mạng công nghiệp 4.0 và các vấn đề chuyển đổi số, xây dựng nền kinh tế số, xã hội số ở Việt Nam và gợi mở cho địa phương, xử lý tình huống chính trị và điểm nóng chính trị xã hội, thực tiễn, kinh nghiệm, tình hình phát triển kinh tế xã hội và định hướng phát triển thành phố Hải Phòng, huyện Vĩnh Bảo từ nay đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Kết thúc lớp học, các học viên sẽ viết bài thu hoạch. Hiện nay, nhóm người cao tuổi từ 60 đến 69 tuổi không có lương hưu, không có trợ cấp xã hội hàng tháng đang thường trú trên địa bàn thành phố Hải Phòng đang được các địa phương rà soát thống kê, cập nhật thông tin để thực hiện việc cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí. Theo nghị quyết số 05 của Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 16 thông qua tại kỳ họp thứ 18, ngày 19 tháng 7 năm 2024, theo đó sẽ có hơn 105.000 người từ đủ 60 tuổi đến dưới 70 tuổi không có lương hưu, trợ cấp xã hội hàng tháng, thường trú tại Hải Phòng được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí. Điều này giúp giảm bớt gánh nặng tài chính đối với người hết độ tuổi lao động, không có thu nhập hay ốm yếu do tuổi cao. Trước đó, giai đoạn 2022-2023, toàn thành phố có 535 người cao tuổi từ đủ 75 đến 80 tuổi không có lương hưu, trợ cấp của nhà nước, có đăng ký thường trú ở vùng núi, hải đảo thuộc thành phố được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí, hưởng trợ cấp hàng tháng, trợ cấp mai táng phí với tổng số tiền gần 3 tỷ đồng theo nghị quyết số 53 của Hội đồng Nhân dân thành phố. Để giảm áp lực các khoản thu đầu năm học, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành văn bản yêu cầu các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm quy định về các khoản thu được quy định tại Thông tư số 09/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, giãn hoãn thời gian thực hiện các khoản thu, không tổ chức thu gộp trong cùng một thời điểm. Trong đó yêu cầu các cơ sở giáo dục nghiêm túc thực hiện các khoản thu theo đúng quy định, lưu ý không tập trung các khoản thu vào đầu năm, phân kỳ hợp lý trong năm. Đối với các khoản thu theo thỏa thuận phải được sự đồng thuận thống nhất của cha mẹ học sinh, tránh gây áp lực đối với cha mẹ học sinh, nhất là trong giai đoạn kinh tế xã hội đang chịu ảnh hưởng tiêu cực bởi bão số 3. Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm về các khoản thu chi tại đơn vị. Nếu để xảy ra tình trạng thu trái quy định sẽ phải chịu trách nhiệm của người đứng đầu trước cơ quan chức năng có thẩm quyền, trước pháp luật và bị xử lý theo quy định hiện hành. Thực hiện nghị quyết số 19 của Hội nghị Trung ương 6 khóa 12 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thời gian qua từng bước sắp xếp hai cơ sở giáo dục nghề nghiệp là Cao đẳng Công nghệ Kinh tế và Thủy sản với Trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ Thực phẩm, đổi tên thành Trường Cao đẳng Thủy sản và Công nghệ Thực phẩm theo hướng mở và linh hoạt, đồng bộ với đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo. Việc sắp xếp này sẽ là giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, tinh giản biên chế và đáp ứng nhu cầu nhân lực của thị trường lao động. Trường Cao đẳng Công nghệ Kinh tế và Thủy sản và Trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ Thực phẩm là hai trường trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cùng có bề dày truyền thống hơn 60 năm xây dựng và phát triển và cùng đứng chân trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Đặc thù và cũng là thế mạnh đào tạo của hai trường đều là những ngành nghề cho các lĩnh vực, cho ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn như chế biến thủy sản, chế biến thực phẩm, công nghệ kỹ thuật sản xuất muối, nuôi trồng thủy sản. Từ sự tương đồng về ngành nghề đào tạo, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tiến hành sáp nhập hai trường theo quyết định số 558 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Sau khi sáp nhập hai trường và đổi tên thành Trường Cao đẳng Thủy sản và Công nghệ Thực phẩm, thì thứ nhất là các ngành nghề đào tạo của nhà trường đã được tăng lên rất là nhiều.
hiện nay là hơn 30 những ngành nghề, trong đó có đến 15-16 những ngành nghề truyền thống phục vụ cho lĩnh vực thủy sản cũng như các cái nghề như là diêm nghiệp. Thì đây cũng là thuận lợi, trước hết là về sự đa dạng đào tạo. Được đánh giá là hai đơn vị có nhiều đổi mới về giáo dục nghề nghiệp, đặc biệt trong việc kết nối với các địa phương và doanh nghiệp để đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng, đồng thời đã cung ứng hàng chục nghìn nhân lực có chất lượng, có tay nghề, phục vụ cho sự nghiệp phát triển của thành phố và đất nước. Việc sáp nhập lần này có ý nghĩa quan trọng trong việc tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, tinh giản đội ngũ biên chế, tận dụng cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu nhân lực của thị trường lao động. Thực hiện nghị quyết về sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế trong các đơn vị hành chính sự nghiệp, việc sáp nhập hai đơn vị lần này đã giúp Trường Cao đẳng Thủy sản và Công nghệ Thực phẩm từng bước ổn định cơ cấu tổ chức, bộ máy, góp phần thu hút tuyển sinh và đào tạo nhân lực có kỹ năng nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và phục vụ chiến lược phát triển ngành, đổi mới đất nước. Thực hiện sự chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố về thực hiện chuyên đề tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm liên quan đến lứa tuổi học sinh điều khiển phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông, Công an huyện An Lão đã tổ chức ra quân xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm kiềm chế tai nạn giao thông đối với học sinh, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Ngay đầu triển khai, Công an huyện An Lão đã lập một tổ công tác, bố trí lực lượng tuần tra lưu động kết hợp chốt tại tỉnh lộ 354, đoạn ngã ba Quán Rẽ, xã Mỹ Đức, tiến hành kiểm tra phương tiện của học sinh và phụ huynh đưa đón con đi học. Kết quả đã phát hiện, xử lý 10 trường hợp học sinh vi phạm các lỗi như không đội mũ bảo hiểm, không có gương chiếu hậu, nhắc nhở 5 trường hợp học sinh vi phạm khác. Đối với các trường hợp học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông, Công an huyện An Lão yêu cầu phải có xác nhận của nhà trường và phụ huynh nhằm tăng cường công tác quản lý, giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành luật về trật tự an toàn giao thông cho học sinh. Thời gian tới, Công an huyện An Lão sẽ tiếp tục tăng cường lực lượng, đẩy mạnh tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh nhằm tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật, góp phần kéo giảm các vụ tai nạn giao thông đối với các em học sinh. Để chuẩn bị cho giai đoạn cuối năm 2024 và sẵn sàng cho dịp cao điểm Tết Nguyên đán 2025, Cục Hàng không Việt Nam đã chỉ đạo các hãng hàng không Việt Nam sắp xếp, cân đối nguồn lực vận tải, phối hợp với các đơn vị phục vụ mặt đất để bảo đảm nguồn cung tải phù hợp. Các hãng hàng không được yêu cầu triển khai mở bán sớm các vé máy bay phục vụ giai đoạn Tết để hành khách có thể lựa chọn, xây dựng kế hoạch di chuyển phù hợp, cũng như đẩy nhanh quá trình nhận tàu bay, thuê, mua mới và đưa vào khai thác trở lại các tàu bay đã hoàn thành sửa chữa, bảo dưỡng động cơ từ nhà sản xuất. Thời gian tới, các hãng dự kiến sẽ tiếp tục nhận thêm và có kế hoạch thuê các tàu bay bổ sung đội tàu bay hiện có. Bên cạnh đó, Cục Hàng không Việt Nam sẽ tiếp tục tăng cường triển khai theo dõi, giám sát diễn biến tình hình giá vé và yêu cầu doanh nghiệp thực hiện các biện pháp kê khai giá, niêm yết giá, công khai thông tin về giá theo quy định pháp luật, cũng như khuyến cáo hành khách sớm có kế hoạch đặt mua vé để có nhiều cơ hội lựa chọn với những mức giá vé phù hợp. Hiện nay khi mạng xã hội phát triển, mọi người được tiếp cận nhiều nguồn thông tin, nhất là dịch vụ quảng cáo về các loại thuốc có thể điều trị bệnh, trong đó có bệnh thận khiến nhiều người đã tin và sử dụng. Bệnh thì không khỏi nhưng lại khiến tình trạng trở nặng hơn. Bệnh nhân này phát hiện mình bị suy thận giai đoạn 3 vào năm 2019. Tuy nhiên, người bệnh không đến ngay cơ sở y tế chuyên khoa để điều trị, mà qua Facebook anh đã mua thuốc của một phòng khám đông y ở tỉnh Thái Bình về uống. Sau 1 tháng 20 ngày, anh thấy sức khỏe mình yếu hơn, mệt nhiều, hơi thở có mùi. Anh đã đến viện để khám và làm các xét nghiệm. Bác sĩ cho biết anh đã suy thận giai đoạn 5, cần phải chạy thận nhân tạo. Có ai bị thì là nên đến những chỗ y tế và đảm bảo để khám xét. Bác sĩ cho thuốc men uống, không nên trên mạng biết là tìm những nhà thuốc thích ấy thì là không tốt, không uống linh tinh được, cũng là nó nguy hiểm. Đây chỉ là một trong nhiều bệnh nhân sau khi biết mình mắc bệnh thận nhưng không đến cơ sở y tế chuyên khoa điều trị mà tự mua thuốc điều trị qua truyền miệng trên mạng khiến bệnh trở nặng hơn. Tôi chuyển sang suy thận thì tôi cũng vẫn chữa ở trên 108 là được hơn 1 năm. Bệnh của tôi cũng rất là ổn định trong giai đoạn 3. Tôi nghe ông hàng xóm nhà tôi đấy thì bảo tôi là có cho tôi số điện thoại là nên tặng Lạng Sơn lấy thuốc nam nữa về bệnh nan y đấy. Thế tôi cũng lấy ở trên đấy 1 tháng là 30 gói thuốc. Tôi uống 1 tháng thì thấy bệnh nó không biến chuyển gì mà nó lại lặng đi. Mà tôi uống cái tháng thứ hai là được có 4 chén thôi. Thì là tôi thấy bệnh người nó cứ mệt thôi. Cứ mệt quá thì tôi lại lên viện 108 tôi khám lại. Thì bác sĩ nói tôi là bây giờ trong giai đoạn 5 rồi thì là tôi phải chạy thận.
Nếu như mà bệnh nhân mà đã phát hiện suy thận và nếu như được điều trị và theo được các bác sĩ mà điều trị theo phác đồ thì cái tình trạng suy thận, cái tiến triển suy thận của người ta sẽ chậm hơn, bởi vì bác sĩ người ta sẽ điều trị bảo tồn cho những bệnh nhân đấy. Thế nhưng mà tuy nhiên nếu như mà bệnh nhân mà điều trị không theo tuân thủ của bác sĩ thì có thể nó tiến triển còn nhanh hơn. Đáng ra bệnh nhân ở suy thận ở độ 1 thì có thể hàng chục năm người ta mới có thể tiến triển đến giai đoạn cuối. Thì đây có những cái trường hợp trên thực tế lâm sàng mà chúng tôi đã gặp. Có những bệnh nhân từ độ 1 mà chuyển sang cái giai đoạn cuối rất là nhanh chóng mà bệnh nhân lại phải quay ra là điều trị lọc máu và thay thế thận ngay. Đấy, thì đấy là một cái rất là đáng tiếc ở những bệnh nhân mà khi không có những cái lựa chọn điều trị phù hợp cho chính mình. Các bác sĩ khuyến cáo khi có dấu hiệu của bệnh nên đến cơ sở khám chữa bệnh để khám và tư vấn, tuyệt đối không mua, sử dụng các thuốc không rõ nguồn gốc trôi nổi trên thị trường, tránh bệnh trở nặng, việc điều trị cũng gặp nhiều khó khăn hơn. Quý vị thân mến, những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Thời sự sáng nay. Phần cuối bản tin là những thông tin dự báo thời tiết. Chúc quý vị một ngày mới nhiều niềm vui. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thông báo. Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng tổ chức tuyển cộng tác viên làm công tác biên tập dẫn chương trình, cụ thể như sau. Tuyển cộng tác viên làm công tác biên tập dẫn chương trình. Số lượng từ 3 đến 5 người. Công việc: biên tập viên đọc và dẫn các chương trình bằng tiếng Việt hoặc tiếng nước ngoài, Anh, Hàn, Nhật. Tiêu chuẩn điều kiện: là công dân Việt Nam, tuổi từ 18 đến 30. Giới tính: nam. Ngoại hình ưa nhìn: chiều cao từ 1m65 trở lên, phát âm chuẩn, có khả năng viết và dẫn chương trình. Tốt nghiệp đại học hoặc đang học đại học, ưu tiên ngành học báo chí và các ngành khoa học xã hội và nhân văn. 2. Hồ sơ dự tuyển gồm có: đơn xin dự tuyển, sơ yếu lý lịch, dán ảnh 46 có xác nhận của chính quyền địa phương, bản sao có chứng thực, bằng tốt nghiệp đại học, các bằng cấp và các chứng chỉ khác nếu có, căn cước công dân. Nơi nhận hồ sơ: phòng tổ chức hành chính, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, số 2 Nguyễn Bình, phường Kinh Dương, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Điện thoại: 0912 453 118. Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 15 tháng 8 đến hết ngày 15 tháng 10 năm 2024. Hồ sơ dự tuyển không trả lại. Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng sẽ trực tiếp liên hệ với những thí sinh đủ điều kiện tham gia dự tuyển. Trong thời gian làm cộng tác viên và phóng viên, nếu đáp ứng tốt với công việc, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng sẽ ký hợp đồng tuyển dụng chính thức.